hại não với bài toán 50 triệu đồng tiền thưởng. Cụ thể, chàng trai dùng số tiền 50 triệu đồng mua xe mới hết 20 triệu đồng, mua điện thoại hết 15 triệu đồng, mua quần áo hết 9 triệu đồng và mua cho bạn gái điện thoại hết 6 triệu đồng. Khi mua xong, tổng kết số tiền lại là 51 triệu đồng khiến chàng trai thắc mắc, không biết đã tính toán sai ở đâu. Bài toán này đã khiến nhiều người thắc mắc vì tiêu hết 50 triệu đồng nhưng khi tính tổng lại thừa 1 triệu. Bạn hãy kéo xuống phần bình luận lý giải vì sao tổng số tiền khi tiêu xong lại là 51 triệu nhé.